tâm mà thiếu kiên nhẫn đó tự hiển lộ luôn. Giống như cái bà hôm bữa bà hành thiền, bà bên Nga đó, bà hành thiền đang ngồi thiền xong thì nhiều đứng lên nhìn kiểu mà có ai để chửi không, không có ai chứ đó. Tâm thiếu kiên nhẫn thì quan sát thấy được, nhìn nó từ ngoài vào nó sẽ không làm chủ bạn được. Đấy thôi, tâm thiếu kiên nhẫn, quan sát coi nó tồn tại bao lâu, chút bạn thấy nó tự tan biến, nó tự tan biến, tự tan biến. Từ từ bạn thấy nó mất tích luôn, nó không còn hiện hữu trong tâm hồn bạn nữa, là trong cuộc sống bạn sẽ kiên nhẫn hơn. Trong ngồi thiền bạn sẽ kiên nhẫn hơn. Quan sát cho được cái năng lượng đó và thấy nó sinh và diệt. Thì đó, khi bình thường là khi chúng trồi lên là chúng làm chủ mình, là hả, chúng muốn mình đứng lên là mình đứng lên, chúng muốn mình ngồi xuống là mình ngồi xuống. Nghiệp của mình nó muốn mình như thế nào mình phải như thế đó. Không, tỉnh thức thấy được, ồ, cái tâm thiếu kiên nhẫn rồi, giống như là thấy được nó sinh và nó nguội xuống như thế nào rồi, ôi tôi là sự tự do cho cái đó nó sinh và diệt, tôi là sự tự do, tôi làm chủ năng lượng của tôi, tất cả mọi thứ hiện hữu gì nó cũng sinh và diệt hả. Thì lúc đó đó là trong cuộc sống mình cái gì nó khởi lên mình không có bị dục bởi nó.